Đây là do nhà ở trong khu vực có hẻm vô xa ha, xe không có chạy được nên mấy chú phải vác trên vai để đi vô một khúc nha các bạn. Phương cũng đi theo để mà ghi những hình ảnh chân thực nhất để gửi đến các bạn xem. Con xin chào ông Sáu. Con là bên kênh YouTuber Phương Bụi bên phần đưa tin. Thì con cũng thích đưa tin mà phần từ thiện của bà con mình. Thì con được biết là hôm nay là ban trị sự của mình là có chuẩn bị phát quà cho bà con, là cụ thể là mình chuẩn bị xuất phát là mình phát cái gì không? Ừ, thì cái lần phát quà ở trong thời gian mà giãn cách dịch bệnh này đó, thì ban trị sự cũng kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ cho ban trị sự để chia sẻ những cái khó khăn của bà con trong làng. Những phần quà mà được cấp đó thì gồm có gạo, rồi dầu ăn, đường cát và nước tương. Nó cũng chỉ gọn vậy thôi. Là chuẩn bị, mình chuẩn bị xuất phát luôn đó ha. Dạ đúng rồi, thì bây giờ ngồi đây uống ly nước trà với mấy anh em rồi chút xíu mình cũng xuất phát lên đường. Để đi cấp cho tới tay của bà con mình. Vòng vòng cái cồn trong em mình ha. Dạ đúng rồi. Chiếc này mình phát là khoảng bao, số lượng bao nhiêu gạo? Cái số lượng thì nó cũng khoảng 1 tấn 3 đến 1 tấn rưỡi. Con xin phép đồng hành cùng ông Sáu với mấy chú bác để đi theo quay phim lại ha ông Sáu. Rồi thì mình cũng thống nhất cái này. Vậy con cảm ơn ông, chúc ông nhiều sức khỏe. Rồi cảm ơn nha. Ok các bạn, hiện tại là Phương đang có mặt tại phim trường thiên nhiên của cồn Châu Ma. Đang đứng ngoài đường đó nha các bạn. Trường luôn. Bạn Nhân Tiên. Dạ. Gạo hoa. Cho bao gạo rồi. Nói gạo. Thằng này cho bao gạo, không có quà. Để bữa đó mình nhận rồi. Quà là cái gì? Quà là những gì chú? Là cái gì chú đọc ra? Nước tương. Dạ. Dầu ăn. Dầu ăn đường. Nước tương, dầu ăn đường. Chứ gạo luôn hay gì? Gạo. Là mấy ký gạo? Chục. Hai chục. Dạ, cho chọn một phần quà là gì ha? Phần quà là gì? Rồi, cột lên chứ chính. Dạ. Rồi Phương đang đưa tin trực tiếp nè các bạn. Like cho Phương nha các bạn. Anh này là vừa mất cha mất mẹ mà đang bệnh đó các bạn. Hẹn một ngày không xa thì Phương sẽ đến để tìm hiểu hoàn cảnh của anh này cơ. Thấy nghe kể sơ cũng thấy là rất là tội nghiệp. Rồi. Mày có nội mày lo. Thằng bà Tám có chưa? Ô, mẹ em hả? Mẹ em có gạo không à? Có gạo bữa đó con nó bữa rồi là không có dầu ăn. Cho bà ngẫu. Nè em ơi. Rồi.
anh nào mà có được trước có lãnh thì được sao gạo, còn anh nào mà không có lãnh thì có quà được tọt luôn. Có gì chết nha. Phương Bụi đưa tin từ phiên trường Châu Hoa, phòng Châu Hoa. Nhớ like cho Phương nha các bạn. Nếu thấy video ý nghĩa hay like và chia sẻ nha các bạn. Đây là chú chính cảng lơi xe trong chuyến hành trình đi phát đồ cho đồ ăn cho bà con. Em lên giùm luôn. Ở đây là mình bơm thêm nguyên liệu cái gì chính, thêm hàng lên á. Dữ à, có máy phin cái mạnh dữ ha. Phương theo chân cái ông thư ký này đi dọ đường trước nha các bạn. Đây là cảnh khung trời miền quê của quê hương miền Tây nha các bạn. Chào ông. Ha ha ha.
sàn hay gì kìa. Chú mới bác cuộc này lại cho nó đừng có dằn sình dằn nước vô nha các bạn. Che trắng lại. Bây giờ lấy cái này lau cái đó là nước. Chứ nãy đi nó dằn nước dằn sình quá. Lau qua đó. Che trắng rửa ghế này kia lại. Tiếp tục nâng chắc đầu lên nâng đi tiếp tục. Ủa có vụt không á, tại vì vàng vàng để tôi nhảy lên nhảy xuống vụt cái rồi rồi. Mặc dù là cho người khác nhưng mình vẫn phải tôn trọng các bạn, mình phải làm cho sạch sẽ im ấm lợ. Thì nãy đi bị dân xịn, giờ rút kinh nghiệm lau chùi lợ cho sạch sẽ rồi che chắn xe lợ đặng cho nó đừng có dân nữa, để mà trao đến bà con đến những phần quà nó cũng tương tắc và sạch sẽ. Khoan like một cái đi hãy xem tiếp nha các bạn. Đây là trên tuyến dân cư Cồn Châu Mai nha các bạn. Cái đồ ngọt sẵn gạo vô là vừa á. Okay, lên đường tiếp tục. Đây vô đây là điểm để mà chắc gạo lên. Cái là nhà của ông luôn hay ông Sáu? Dạ nhà ông Sáu luôn, con cũng mới biết. Dạ dạ đây con vô đây. Đây là kho tập kết lương thực nha các bạn, của Mạnh Thường Quân gần xa đóng góp cho ban trị sự. Thì đại diện đây là nhà của ông Sáu để mà tạm để đây, bây giờ chưa chắc lên để mà phát cho bà con mình thử đi. Còn trong A này ok, để Phương dựng cái chân trống xuống và Phương sắp tiếp cô chú bác. Mở hết luôn, mở luôn được. Cứ đem ra đây rồi mà mấy chú mới bác lên ha. Sắp tiếp lại gì không?
con để tới đây mấy bác cắt rồi ha. Con hai bò, hai lọ. Rồi khoan hả, để con nó đầy không nha. Dạ. Vừa lên chưa con? Đầy hết không? Đầy không gì vừa thôi, chúng ta không đưa mình làm đến tới đây. Like cái xem tiếp nha các bạn. Còn để cái này quá, cái nó nặng mình. Nên tới đây mình lên trên là này là quà đúng không? Cái này là quà nhiều. Quà không ạ? Ở này, dưới này chỉ có hai bầu thôi. Hai bầu, những con bầu, những con bầu. Ừ. Những con bầu bầu rưu. Cái nhà của mình hợp rưu. Mang cái bộ hợp mình đó. Đậu đó cái đúng rồi. Hai cái phần đó, 2, 4, 6, 8, 8 3, 3, 3, 3, 3, 16, 17, 18. Tiếp 20 đi. 20 còn nữa. Mới cho có 1 nữa. Phải không? Hãy chia sẻ video cũng như chúng ta chia sẻ những điều tốt lành, yên vui trong cuộc sống nha các bạn. Lên nè. Là do nhà ở trong khu vực có hẻm vô xa ha, xe không có chạy được nên mấy chú phải vác trên vai để đi vô khúc nha các bạn. Phương cũng đi theo để mà ghi những hình ảnh chân thật nhất để gửi đến các bạn xem. Dạ. À, có từ thiện cho đồ nè cô chú ơi. Rồi chúc cụ già nhiều sức khỏe nha cụ. Dạ. Gia đình này cũng dạ, gia đình này cũng thuộc dạng khổ và khó khăn ở cùng trong A này nha các bạn. Nghe nói người em trai. Dạ bác ơi, nghe nói em trai bị bệnh không bác? Bị bệnh sao bác? Ủa, nghĩa là hả? Đâu, sao con coi coi. Ủa, tại sao mắc xiền em nói lại vậy? Nói là không được nhà người ngoài người ta làm miếng ổng làm là. Có nghĩa là phải xiền lại gì không có đi ngoài đường là quậy chính chứ quậy người ta chính quyền la hả? Dịch ha. À có nghĩa là dịch này phải phá lại sợ anh đi lung tung ha. Dạ.
Còn gút. Còn đây là bàn chân của ông là bị sao hả? Gút nha. Gút là nó nổi gì đó hả? Nó mãi ra, mãi lần ra ngoài luôn. Dạ. Thì con chúc ông gia đình ông nhiều sức khỏe. Thế một cái con làm bên cái YouTuber kênh Phương Bụi thì con cũng có làm chương trình kết nối tình người. Mà mong rằng một ngày hết dịch con sẽ trở lại thăm và khảo sát kỹ hơn hoàn cảnh của gia đình mình, mà để mà giúp được gì cho gia đình mình thì con mừng cho gia đình mình ha. Trước mắt là con tạm biệt gia đình mình nha. Dạ dạ, con máy bay ạ. Ok các bạn, thì video của Phương đến đây là kết thúc. Nhớ like và chia sẻ cho Phương nha. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bạn. Bye bye.